làm thế nào để có thể giảm được 3 cân, 5 cân, 7 cân, 8 cân trong khoảng thời gian còn lại từ giờ đến Tết? Nếu bạn cũng đang tìm kiếm câu trả lời thì video này sẽ vô cùng cần thiết với bạn. Hiểu được nỗi trăn trở về việc tìm kiếm một phương pháp giảm cân không phải dùng thuốc, không phải nhịn ăn, vô cùng an toàn và có một kết quả cực kỳ nhanh chóng, Anna và các cộng sự đã phát triển thành công phương pháp giảm cân Robo, là một phương pháp sử dụng các loại thực phẩm thiên nhiên kết hợp với những loại nước ép từ công thức siêu đốt mỡ đặc biệt. Vì vậy mà bạn sẽ có một kết quả giảm mỡ vô cùng ngoạn mục. Anna, từ một bà mẹ bỉm sữa dư 20 cân, bây giờ có thể mặc bất kể một bộ trang phục bó sát hoặc là những bộ đồ hở eo gợi cảm. Nào, chúng ta hãy cùng nhau ngắm nhìn những kết quả vô cùng xinh đẹp nhé! Chờ đón bạn.